rù bà và cha ra Cú Sa la cầm má, sắc giới thiền nghiệp. Phần dục giới thiền nghiệp, đài thiền nghiệp và quả của dục giới thiền nghiệp, đài thiền nghiệp đã giải thích xong. Tiếp theo giải thích sắc giới thiền nghiệp và quả của sắc giới thiền nghiệp. Trong quyển sách này chỉ trình bày giải thích nghiệp và quả của nghiệp, cho nên phần sắc giới thiền nghiệp này không trình bày phương pháp thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiền tâm mà chỉ trình bày giải thích về sắc giới thiền nghiệp và quả của sắc giới thiện nghiệp mà thôi sắc giới thiện nghiệp sắc giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở chê tá na chê tá xí cá đồng sinh với năm sắc giới thiện tâm cho nên sắc giới thiện nghiệp có năm loại thuộc về ý thiện nghiệp năm sắc giới thiền tâm đó là năm bậc thiền sắc giới thiền tâm phát sinh do nương nhờ nơi đề mục thiền định pháp hành thiền định có bốn mươi đề mục thiền định mười đề mục hình vòng tròn cá si ná mười đề mục tử thi bất tịnh ú xá phá mười đề mục niềm niệm nút xá tí bốn đề mục tứ vô lượng tâm áp bá mình nhà một đề mục vật thực đáng nhờm Aha Rê Bá Tích Cô Lá Sanh nhà. Một đề mục phân tích tứ đại Chá Tú Tha Tú Vá Phá Tha Ná Bốn đề mục vô sắc A Rúp Bá Trong 40 đề mục thiền định này Mỗi đề mục có tính chất khác nhau Thô hoặc di tế khác nhau Nên dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc giới thiền tâm khác nhau Được phân loại 40 đề mục thiền định Theo tính chất như sau mười đề mục dẫn đến cận định ú bá cha rá sa ma thí một đề mục niệm niệm chính ân đức phật bút tha nút sa tí hai đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp thâm ma nút sa tí ba đề mục niệm niệm chính ân đức tăng sang ga nút sa tí bốn đề mục niệm niệm giới trong sạch của mình sila nút sa tí năm đề một niệm niệm sự bố thí của mình chaga nút 6 sáu đề một niệm niệm năm pháp chư thiên có nơi mình deva nút xa bảy đề một niệm niệm trạng thái an lạc tịch tình niết bàn ú bá xá ma nút tám đề một niệm niệm về sự chết marana nút xá tí chín đề một vật thực đáng nhờm aha thích của lá xanh nha 10. Đề mục phân tích tứ đại Chá tú tha tá vá vá tha na Hành giả thực hành một trong 10 đề mục thiền định này chỉ có khả năng dẫn đến cận định Ú bá cha rá sa ma thí bà thu thuộc về dục giới thiền tâm bởi vì 10 đề mục thiền định này thuộc về chân nghĩa pháp bá ra thả thầm mã vô cùng di tế sâu sắc ý nghĩa rộng lớn nên định tâm không thể ăn trú vào một đối tượng nào nhất định cho nên hành giả không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào cả. Tâm của hành giả vẫn còn là dục giới thiền tâm, đại thiền tâm. 11 đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm. 10 đề mục tử thi bất định, asufa. phá. Một đề mục niệm, 32 thể trượt trong thân, ca giá gá ta sa tí. Hành giả thực hành một trong 11 đề mục thiền định này có tính chất thô nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đề nhất thiền sắc giới mà thôi. Không thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới bậc cao. Ba đề mục vô lượng tâm dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm. Đề mục niệm rải tâm từ đến chúng sinh đáng yêu, đáng mến. Bi gia na bá sát tá banh nhát tí. Đề mục niệm rải tâm bi đến chúng sinh đang khổ, mong được cứu khổ. Đuết khí tá sát tá banh nhát tí đề mục niệm rải tâm hỷ để chúng sinh đang hưởng sự an lạc hạnh phúc Su khí tá sát tá banh nhát tí hành giả thực hành một trong ba đề mục thiền định vô lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm bởi vì ba đề mục vô lượng này còn có thọ lạc là chi thiền đề mục niệm rải tâm xả dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm hành giả sau khi đã chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm với một trong ba đề mục vô lượng là đề mục niệm rải tâm từ hoặc đề mục niệm rải tâm bi hoặc đề mục niệm rải tâm hỷ xong muốn chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm hành giả chỉ có thể thay đổi sang đề mục niệm rải tâm xã mà thôi. Rồi hành giả tiếp tục thực hành đề mục niệm rải tâm xã ấy dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm. Vì vậy, đề mục niệm rải tâm xã này chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà thôi. Cho nên, hành giả không thể bắt đầu thực hành đề mục niệm rải tâm xã này. 11 đề mục thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiền tâm mười đề mục hình tròn cá sĩ ná một đề mục niệm hơi thở vào hơi thở ra ana bana hành giả thực hành một trong mười một đề mục thiền định này đề mục thiền định nào cũng có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm mà không cần thay đổi sang đề mục thiền định khác đặc biệt mười đề mục hình tròn cá xí ná khi hành giả thực hành thiền định sử dụng một trong mười đề mục hình tròn cá xí ná dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm xong rồi hành giả muốn thay đổi sang đề mục hình tròn cá xí ná khác tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục hình tròn cá xí ná ấy dẫn đến chứng đắc từ đề nhất thiền sắc giới thiền tâm cho đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm một cách dễ dàng trong trường hợp hành giả muốn luyện phép thần thông ít thí ví thá á phi nha đa dạng thông tính chất của năm sắc giới thiện tâm năm bậc thiện sắc giới thiện tâm này chỉ có thể phát sinh đối với hạng người tam nhân tí hề tú cá bút gá lá có đủ ba nhân vô tham vô sân vô si mà thôi không thể phát sinh đối với hạng người có nhị nhân đều ví hay tú cá bút gá lá chỉ có hai nhân vô tham và vô sân không có vô si trí tuệ năm bậc thiền sát giới thiền tâm này chỉ có thể phát sinh trong hai mươi hai cõi là một cõi người sáu cõi trời dục giới và mười lăm cõi trời sát giới phàm thiên trừ tầng trời sát giới vô tưởng thiên bởi vì cõi này không có tâm chỉ có thân mà thôi năm bậc thiền sát giới thiền tâm hành giả thực hành thiền định chọn đề mục thiền định có khả năng dẫn đến chứng đắc theo tuần tự từ đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm đến đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm như sau ban đầu hành giả là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có năm chi thiền cha nanh gá có khả năng diệt bằng cách chế ngự được năm pháp chướng ngại nỉ vã ra đá. ví như lấy đá đè cỏ làm cho cỏ không thể dương lên được năm chi thiền cha đanh Gã một ví tất cá hướng tâm đến đối tượng đề mục thiền đình duy nhất ấy hai ví cha rá quan sát trong đề mục thiền đình ấy ba bi Tí quan hỷ phát sinh do Định tâm An trú trong đề mục thiền đình ấy bốn sú khá an lạc phát sinh do Định tâm quan hỷ trong đề mục thiền đình ấy năm ê cắt gá ta nhất tâm định tâm vững chắc phát sinh do an lạc trong đề mục thiền định ấy năm pháp chứng ngại ní vá ra ná một ca bắt chanh đá ní vá ra ná tham dục trong ngũ dục sắc thanh hương vị xúc là pháp chướng ngại của thiền định hai bờ da ba đá ní vá ra ná sân hận là pháp chướng ngại của thiền định ba thi ná mít thá ni vá ra buồn chán buồn ngủ là pháp chướng ngại của thiền định bốn út thát chá cúc cúc chá ni vá ra phóng tâm hối hận là pháp chướng ngại của thiền định năm vích chí kích cha ni vá ra hoài nghi là pháp chứng ngại của thiền định năm chi thiền chế ngự năm pháp chướng ngại như thế nào năm chi thiền đó là năm tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm còn năm pháp chướng ngại đó là bảy tâm sở đồng sinh với ác tâm mỗi chi thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp chướng ngại như sau một ví tắc cá hướng tâm đến một đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chướng ngại buồn chán buồn ngủ thi ná bít thá ní vá ra ná hai ví chà rã quan sát trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngài hoài nghi vị trí ký cha ní vá ra nã ba bi tí quan hỷ trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngài sân hận bờ da ba đá ní vá ra nã bốn Sú khá an lạc trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngài phóng tâm hối hận út thá chá cúc cút chá ní vá ra nã năm ê cắt gá ta nhất tâm trong đề mục thiền định nên chế ngự được pháp chứng ngại tham dục các bách chanh đá ní vá rã ná thực hành thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc hành giả thực hành pháp hành thiền định thuộc hàng hành giả man đá bút gá lá có trí tuệ bậc thường có khả năng chế ngự được mỗi chi thiền để chứng đắc mỗi bậc thiền vì vậy thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc thiền một hành giả thực hành pháp hành thiền định với một đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có đầy đủ năm chi thiền có khả năng diệt bằng cách chế ngự được năm pháp chứng ngại ní vã ra nã nên chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cá ví cha rã bi tí xuống khá ê cắt gá ta do chế ngự được năm pháp chứng ngại hai sau khi đã chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền ví tất cả hướng tâm còn thô nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền ví tất cả nên chứng đắc đề nhị thiền sắc giới thiền tâm có bốn chi thiền là ví cha rã bi tí xú khá ta do chế người được chi thiền ví tất cả. 3. Sau khi đã chứng đắc đề nhị thiền sắc giới thiền tâm, có bốn chi thiền, hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, suy xét thấy rõ chi thiền, ví cha rã, quan sát còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, với đề mục thiền định ấy. Định tâm phát sinh, có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền, ví cha rã, nên chứng đắc đệ tam thiền sắc giới thiền tâm, có ba chi thiền, là bi tí xú khá e cắt gá ta do chế ngự được chi thiền ví cha rá bốn sau khi đã chứng đắc đề tam thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền bi tí quan hỷ còn thô nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế người chi thiền bi tí nên chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là sú khá và ê cắt gá ta do chế ngự được chi thiền bi tí. năm sau khi đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là sú khá và ê cắt gá ta hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền sú khá an lạc còn thô nên cần phải thay thế chi thiền sú khá bằng chi thiền ú xã rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề một thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng thay thế chi thiền xuống khá bằng chi thiền u -kha. nên chứng đắc đề ngũ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là u bích e cắt ta do thay thế chi thiền xuống khá bằng chi thiền u -kha. thiền sắc giới thiền tâm có năm bậc một đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là vi tắc cá vi chà rã bi tí Sú khá ê cắt gá ta do chế người được năm pháp chứng ngại ní vá rá ná hai đề Nhi thiền sát giới thiền tâm có bốn chi thiền là vi cà rã bi ti Sú khá ê cắt gá ta do chế người được một chi thiền vi tắc cá ba đệ tâm thiền sát giới thiền tâm có ba chi thiền là bí tì, khá, ta, do chế người được chi thiền ví cha rã bốn đệ tứ thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là sú khá ê cắt gá ta do chế người được chi thiền bi tí năm đệ ngũ thiền sát giới thiền tâm có hai chi thiền là ú bếch kha ê cắt gá ta do thay thế chi thiền sú khá bằng chi thiền ú thực hành thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc đối với hành giả là hạng tít khá bút gá lá có trí tuệ sắc bén sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cá ví cha rá bi tí, xú khá ê cắt gá tá do chế người được năm pháp chứng ngại ní vá rá ná sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm có đủ năm chi thiền hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền định suy xét thấy rõ chi thiền ví tắc cá hướng tập và chi thiền ví cha rá còn thu nên cần phải diệt rồi tiếp tục thực hành pháp hành thiền định với đề mục thiền định ấy định tâm phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chi thiền ví tắc cá và chi thiền ví cha rá cùng một lúc nên chứng đắc đề nghị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là bi tí suá khá ê cắt gá ta vì vậy đối với hành giả là hàng đích khá bút gá lá có trí tuệ sắc bén thiền sắc giới thiền tâm có bốn bậc thiền như sau một đề nhất thiền sắc giới thiền tâm có năm chi thiền là ví tắc cá ví cha rá bi Tí, Xu khá ê cắt gá ta do chế ngự được năm pháp chướng ngại hai đề nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba chi thiền là bi Tí, Xu khá ê cắt gá ta do chế người được hai chi thiền ví Tắc cá và ví cha rá cùng một lúc ba đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là sú khá ê e cắt gá ta do chế người được chi thiền bi Tí bốn đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có hai chi thiền là ú bết kha ê e cắt gá ta do thay thế chi thiền sú khá bằng chi thiền ú bết kha đó là bốn bậc thiền sắc giới thiền tâm đối với hành giả thuộc về hạng tích khá bút gá lá có trí tuệ sắc bén quả của sắc giới thiền nghiệp sắc giới thiền nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với năm sắc giới thiền tâm cho quả trong hai thời kỳ thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá thời kỳ sau khi đã tái sinh bá bá tí ca lá kiếp hiện tại thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tí sanh thí ca lá sắc giới thiện nghiệp trong năm sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá tý sanh thí ca lã có năm sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm bá tý sanh thí kích tá làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp bá tý sanh thí kiết chá quả sinh làm vị phạm thiên trên mười lăm tầng trời sắc giới phạm thiên trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên mười lăm tầng trời sắc giới chia theo bốn sắc giới quả tâm một bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời bờ đá má ba Rít sách cha tầng trời phạm chúng thiên bờ đá má bú rô hí ta tầng trời phạm sư thiên má ha bờ đá ma tầng trời đài phạm thiên hai bậc đệ nhị thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời bá rít ta pha tầng trời thiểu Quang thiên áp bá mana pha tầng trời vô lượng thiên a phát xá ra cõi quan âm thiên ba bậc đệ tam thiền sắc giới quả tâm có ba tầng trời bà rít tả su pha tầng trời thiểu tình thiên áp pa ma ná su pha tầng trời vô lượng tình thiên sú phá gin ha tầng trời biến tình thiên bốn bậc đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có bảy tầng trời vh phá la tầng trời quả quảng thiên á sanh ta tầng trời vô tưởng thiên suốt tha và xá cõi tình cư thiên có năm tầng trời a vi tầng trời vô phiền thiên a táp ba tầng trời vô nhiệt thiên su đát sa tầng trời thiền hiền thiên su đát si tầng trời thiền kiến thiên a cá đít tầng trời sắc cứu cánh thiên như vậy từ bậc đệ nhất thiền sắc giới quả tâm cho đến bậc đệ tam thiền sát giới quả tâm. Mỗi bậc thiền sát giới quả tâm có ba tầng trời theo năng lực của ba bậc thiền sát giới quả tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thường. Còn bậc đệ tứ thiền sát giới quả tâm có bảy tầng trời là Vê Phá La, tầng trời Quả Quảng Thiên và Á Sanh Nhá Sát Ta, tầng trời Vô Tưởng Thiên đối với các hạng phàm nhân và các bậc thánh nhân chứng đắc đề ngũ thiền sát giới thiền tâm riêng tình cư thiên của năm tầng trời này chỉ dành riêng cho bậc thánh bất lai chứng đắc đề ngũ thiền sát giới thiền tâm hoặc bậc thánh bất lai thuộc hàng tiết khá bút gá lá chứng đắc đề tứ thiền sát giới thiền tâm do nguyên nhân nào bậc thiền sát giới quả tâm có ba bậc bậc hạ bậc trung bậc thường mỗi bậc thiền sát giới thiền tâm từ đề nhất thiền sát giới thiền tâm đến đề tứ thiền sát giới thiền tâm Mỗi bậc thiền có ba bậc. Bậc thiền sát giới bậc hạ, bậc thiền sát giới bậc trung, bậc thiền bậc thượng do năng lực của vá si pha vá. Năm pháp thuần thục. Thứ nhất, vá si pha vá. Pháp thuần thục có năm pháp. Một, a vách chá ná vá si pha vá. Pháp thuần thục quán kiệt. Nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục quán kiệt chi thiền của bậc thiền sát giới thiện tâm ấy. 2 sa ma bách chá vá vá pháp thuần thục nhập bậc thiền nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục nhập bậc thiền sát giới thiền tâm ấy ba á vā vá si pha vá pháp thuần thục phát nguyện nghĩa là hành giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiền sát giới thiền tâm ấy bốn vút vā ná vá vá pháp thuần thục xả thiền là hành giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xã bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy năm bát chánh vết khá ná vá si pha vá pháp thuần thục quán kiệt là hành giả có khả năng thuần thục quán kiệt chi thiền của bậc thiền sắc giới thiền tâm ấy giới tác hành tâm ví dụ hành giả sau khi đã chứng đắc đề nhất thiền sắc giới thiền tâm nếu hành giả không thường xuyên nhập đề nhất thiền sắc giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục của bậc thiền ấy có ít năng lực nên đệ nhất thiền sát giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sát giới thiền tâm bậc hạ nếu hành giả thỉnh thoảng nhập đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục vá si pha vá của bậc thiền ấy có năng lực trung bình nên đệ nhất thiền sát giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sát giới thiền tâm bậc trung nếu hành giả thường xuyên nhập đệ nhất thiền sát giới thiền tâm thì năm pháp thuần thục vá si pha vá của bậc thiền ấy có nhiều năng lực nên đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thường hành giả có thể sử dụng đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm bậc thường ấy làm nền tảng để tiếp tục thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm tương tự như vậy các bậc thiền còn lại là đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm đệ tam thiền sắc giới thiền tâm, đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm. Nếu hành giả thực hành giống như đệ nhất thiền sắc giới thiền tâm, thì đệ nhị thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tam thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đệ tứ thiền sắc giới thiền tâm có ba bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi sắc giới thiện- nghiệp trong mỗi bậc thiền sắc giới thiền tâm bậc hạ bậc trung bậc thượng cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp bá tý sanh thí ca lá có mỗi bậc thiền sắc giới quả tâm bậc hạ bậc trung bậc thượng gọi là sắc giới tái sinh tâm bá tý sanh thí chí tá làm phần sự tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm gì phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm ấy đối với hành giả là hạng Tích khá bút ga lá có trí tuệ sắc bén có bốn bậc thiền sắc giới quả tâm là phần sự tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm gì phạm thiên đúng theo bốn tầng trời bậc thiền sắc giới quả tâm bậc thiền sắc giới quả tâm bậc thiền sắc giới quả tâm bậc thiền